Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì mình đang ở một cái phiên chợ vô cùng là đặc biệt. Đây là một phiên chợ của người Mông và người Dao Tuyển các bạn ạ. Đó, bây giờ hiện tại giờ mình đang tiến vào khu chợ. Khu vực dưới này là một cái khu vực mà người ta bán rất nhiều các loại động vật như là dê này và trâu bò các bạn ạ. Chợ này thì bán cả dê này, cả trâu bò và bán những mặt hàng tổng hợp. Đó, nó không như giống như chợ Bắc Hà. Chợ Bắc Hà thì là trâu bò người ta sẽ họp vào một hôm khác, nó là hôm thứ bảy, và những cái mặt hàng nông sản, sản phẩm địa phương ấy, các loại dược liệu thì người ta sẽ họp vào hôm chủ nhật. Còn chợ này là người ta họp cùng một hôm luôn các bạn ạ. Đó, khu vực dưới này là khu vực bán dê các bạn này. Đó, và những con dê hình như những con này là người ta đã mua xong rồi các bạn nhé. Mua xong người ta buộc từng con một ở chỗ này. Đó, đây là chợ Cốc Ly các bạn ạ, thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đó, chợ này thì là bán dê này, bán trâu bò này, và những cái mặt hàng nông sản, sản phẩm dược liệu của địa phương thì người ta họp ở bên khu trên kia. Tức là chợ này nó có 3 tầng họp các bạn ạ. Đó, ngày xưa thì chợ này nổi tiếng về trâu bò các bạn ạ. Và cái mặt bên này là ngày xưa là họp trâu bò rất là nhiều luôn. Ngày xưa là cái thời đi Trung Quốc ấy thì trâu bò người ta họp rất là nhiều, bạt ngàn đó. Còn bây giờ là thời kỳ là người ta không đi được Trung Quốc ấy. Như kiểu là bên Trung Quốc người ta không nhập trâu nữa, và trâu bò là chỉ tiêu thụ ở trong nước thôi, nên là trâu bò bây giờ người ta sẽ họp ở cái tầng 2 các bạn này. Đó, còn đây là tầng 1 các bạn nhé. Ở đây người ta bán dê là chủ đạo các bạn này. Đó, rất nhiều dê, những cái xe người ta đến đây người ta bán dê này, buôn dê này, và người ta mua dê về các bạn nhé. Đó, hiện tại lúc này đang là vẫn còn sớm các bạn ạ. Bây giờ để mình xem mấy giờ các bạn nhé. Hiện tại lúc này đang là 7 giờ các bạn ạ, cũng không phải là quá là sớm nữa. Tầm này thì là có nhiều khách đến đây mua dê rồi các bạn ạ. Đó, rất nhiều những con dê người ta bày bán ở đây. Các bạn thấy không? Chợ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chợ họp ngay ven đường các bạn này. Đó, khu vực bán dê thì người ta họp ngay ven đường luôn, và xe máy thì người ta để dọc hai bên đường các bạn này. Đó, nó giống như một số chợ phiên vùng cao khác mình quay cho bạn xem ấy, thì là người dân người ta để xe đây đường luôn. Một khung cảnh rất là tuyệt vời các bạn ạ, ở trên vùng cao mình, vùng cao Tây Bắc, tỉnh Lào Cai các bạn nhé. Đó, những con dê núi này, những con dê này là những con dê người ta chăn thả tự nhiên ở trên đồi các bạn ạ, trên rừng, trên núi, xong người ta mang ra đây bán các bạn này. Đó, em ơi, anh chào em nhá. Hôm nay em đi bán dê hay là hôm nay này em đi bán dê hay là em đi mua dê đấy? Bán dê ạ. À, bán dê à? Dê của em đâu? Có mấy con hả em? Một con à? À, một con này, con cái này, như con này tầm khoảng bao nhiêu cân hả em? 20 cân. Thế thì con này tầm khoảng bao nhiêu tiền? Tùy theo giá dê đẹp. Dê đẹp thì 120.000 một cân. Đấy, còn dây đực đắt, dây đực 340. Dây đực thì 340. Ấy là dây đực thì đắt hơn nhiều so với dê cái ấy nhỉ? Nào, hôm nay có một con đấy, em một người ở đâu? Phong Liên à? À, Phong Liên à? Nhà em có nhiều dê không? Ít thôi à? Cũng ít thôi à? Được rồi. Thế anh chúc em bán đắt hàng nhá. Có một con thì chắc là cũng dễ bán đấy nhỉ? Từ sáng giờ họ giải em bao nhiêu tiền rồi? Chưa giả, họ đến xem thôi. À, họ đến xem họ chưa giả. Có một con cũng dễ bán thôi mà nhỉ? Đấy. Hiện tại lúc này vẫn còn sớm con ạ. Thôi anh chào em nhá. Ở đây có rất nhiều dê, bạn là dê to, dê bé này. Có những con này bé tí các bạn này, đó. Và có những con dê đực, con dê đực là những cái con mà nó có râu các bạn này, đó. Và nó có những cái râu dài các bạn này, đó là những con dê đực các bạn nhá. Đó, và người ta buộc dê nó không giống như kiểu nó buộc trâu bò hay buộc lợn, người ta buộc kiểu khác. Dê thì người ta sẽ buộc lên cái sừng của nó các bạn này, đó. Cái sừng thì nó có cái nó choai choai ra, và người ta buộc ngay cho cái lõm mà này, đấy thì nó sẽ không bị tuột. Trâu bò thì người ta sẽ buộc vào mũi và cổ, còn lợn thì người ta sẽ buộc toàn thân, buộc vào thân ấy, và chân ấy. Đó thì là con lợn nó không chạy được. Lợn thì trước mình quay cho bạn xem rất nhiều video ở các trại viên vùng cao rồi, người ta buộc như thế các bạn ạ. Đó, ở chỗ này có một con rất là to các bạn này, người ta đang nói chuyện với nhau để xem mua như thế nào. Con này là bao tiền hả anh ơi? 3 triệu 7. À, con này nó rơi vào tầm khoảng là bao nhiêu cân hơi anh? 34 cân, hơn 30 cân. Đó, vừa nãy này em cũng có hỏi chỗ một người em ở kia thì em bảo là lợn dê hơi bây giờ nếu mà con đực thì tầm khoảng là từ 120 đến 150, nó dao động như thế. Anh là đi mua dê hay là đi bán dê đấy? Mua bán. À, anh vừa mua bán, tức là buôn bán dê.
Nó như con này là rất là to các bạn này. Anh ấy bảo là tầm khoảng 34 cân các bạn nhé. Một con dê đực cực kỳ là to luôn. Đó. Những con này thường thường người ta lấy về người ta làm giống như anh nhỉ. Đấy, làm giống. À, con này giá 12, tức là 120.000 một cân. Bán vo là 3.7. Ở đây thì người ta có nhiều hình thức mua bán đó các bạn ạ. Người ta một là mua vo này. Đó, cứ mua từ mù. Tức là bắt vo ấy, cứ áng chừng con đấy khoảng bao nhiêu tiền giao dịch với nhau, trao đổi với nhau mặc cả. Hoặc là có hình thức là người ta sẽ cân hơi trực tiếp lên. Đó, cứ nhân giá phải cân lên rồi tính tiền các bạn nhé. Đó, ở đây thì rất nhiều. Mọi người đến đây để buôn bán dê các bạn này. Đa số ở đây thì là đàn ông là nhiều, còn phụ nữ thì có ít thôi. Chỗ này có một con rất là to bạn này. Ôi, con này phải. Anh ơi, con này tầm khoảng bao nhiêu cân hả anh? 36-37 cân. 36-37 cân nặng hết đấy nhỉ. Con này thì được mấy triệu anh? Từ mù 3.7. Từ mù 3.7. Vâng, em cảm ơn anh nhá. À, mua rồi à? Mua từ mù luôn. Chú bắt con này rồi à chú? À, mua xong rồi. À, con này con dê cái con này. Còn con này là con một con dê dê cái các bạn ạ. Con này là người ta cũng đang mua xong rồi. Cân lên ra nào. 3.7 này, đó. Bây giờ người ta đang chuẩn bị cân lên xem trọng lượng của bao nhiêu ấy. Thì thường thường người ta số người ta cứ mua vo các bạn ạ. Đó, xong là xong người ta mới cân hình quản nhá. Mua vo xong rồi, xong bây giờ người ta cân lại xem là xem có như thế là tính ra giá bao nhiêu và có bị thua thiệt hay không ấy. Đó, cho nên là hình thức mua bán ở trên này các bạn ạ. Dê rất là nhiều các bạn này. Trên này là chủ yếu là những con dê người ta chăn thả trên núi các bạn ạ, chăn thả tự nhiên các bạn nhá, chứ người ta không nuôi cám đâu, không nuôi công nghiệp đâu, người ta nuôi thả tự nhiên ở trên rừng trên núi, người ta gọi là dê núi mà các bạn ạ. Đó, khu vực người bán dê núi của chợ Cúc Ly. Bây giờ mình ra mình xem con này người ta bao nhiêu cân các bạn nhá. Đó, 97 cân cả chủ các bạn ạ. Tiến anh chủ sẽ lên cân mà xem bao nhiêu cân thì trừ đi sẽ biết ngay được con dê bao nhiêu cân các bạn ạ. Đó, các bạn thấy là khu vực bán dê là nó rất là đông, rất là tấp nập, rất nhiều người vây quanh ở đây các bạn ạ. Chợ này chỉ họp một lúc buổi sáng các bạn nhá, đến trưa trưa là tan rồi. Đó, dê thì người ta mua về có nhiều hình thức. Về người ta buôn bán lại này, hoặc là về người ta làm thương phẩm làm thịt các bạn này. Hoặc nhiều khi là người ta mua về làm giống các bạn nhá. Đó, có nhiều hình thức mua bán dê lắm các bạn ạ. Mua về có nhiều mục đích. Đó. Một cái khung cảnh rất là tuyệt vời ở trên Tây Bắc mình. Chợ dê, chợ lợn các bạn này. Chợ lợn ở phía đằng xa xa kia nhá. Tí nữa mình sẽ lên trên đấy. Còn bây giờ mình đang ở khu vực dê các bạn ạ. Để xem người ta mua bán như thế nào đã. Đó, để cho bạn trải nghiệm được là ở trên vùng cao chợ phiên rất là khác biệt so với vùng thấp. Và có rất nhiều những loại mặt hàng nông sản vật, rồi những con vật người ta chăn nuôi được người ta mang ra đây bán các bạn này. Đặc biệt là dê. Đây là người ta sẽ tự nuôi ở nhà các bạn nhá. Nuôi nhà là thả nhông trên núi trên đồi này. Cho nó ăn đến tầm nó lớn lớn này, hoặc là bán được người ta mang sẽ mang ra chợ bán các bạn nhá. Đó. Thì chỗ này là có một cô này, cô người Mông các bạn này. Cô ấy có hai con dê. À, hai con đực luôn các bạn này. Đó, các bạn thấy là cà của nó rất là to lùng nắng này. Ô, con dê cà to chú nhỉ. Dê cà to thật đấy. Đó, người ta đang giao dịch trao đổi với nhau. Đó, một phiên chợ rất là thú vị, rất là hay các bạn ạ. Chợ rất là đẹp luôn, cỏ mọc đẹp tạo nên cái khung cảnh rất là vùng cao các bạn nhá. Chỉ trên vùng cao mới có những cái hoạt động mua bán dê như thế này. Vùng cao thì hoàn toàn khác biệt so với vùng thấp. Chỗ này có một con dê cái các bạn này. Nó tầm khoảng trên 30 cân. À, chú ơi, kia là con của nó đấy hay là con của con kia? Không biết. À, không biết luôn. À, anh ơi, cái đây con trắng này nó có phải con của nó không? Không phải. Không phải à? Thế con trắng này con của con kia à? Không phải luôn. À, nó theo đàn nhỉ, nó cứ chạy lung tung ấy nhỉ. Đó, thì nó đây là một con dê cái các bạn này. Chỗ kia có một con nữa, nhưng mà các anh bảo là không phải là của con không phải con của nó. Đó. Nói chung là dê nó theo đàn các bạn ạ. Đó, dê nó theo đàn nên là nó cứ chạy lung tung ấy. Chỉ có chủ mới biết được là con nào là chỉ có chủ mới biết được là cặp nào và cặp nào thôi. Đó. Đây bạn này, sừng dê. Ô, con này sừng lạ thế nhỉ? Con này sừng nó khác so với sừng nó khác. Đây là một con dê mình xem nào. Con đực các bạn ạ, con đực thì nó nhìn khác biệt so với con cái nhá. Con đực thì nó có cái râu rất là dài luôn. Đó, và sừng dê nó khác biệt hoàn toàn so với những sừng trâu bò. Đó, nó mọc lên nhưng mà nó
xòe xòe ra các bạn ạ, nó giống như kiểu cái tai thỏ, bạn đã nhìn sơ qua thì là sừng dê nó tương tự như ở tai thỏ ấy, đó nó không phải là quá là to, đó nó nhỏ nhỏ và nó dài dài ra, đó. Đó như con dê kia đang kêu bạn ạ, đang kêu gọi đàn các bạn ạ, một con đực đang gọi đàn. Đó, chợ dê rất là tuyệt vời các bạn ạ, đang mua bán rất là tích cực, tầm này là đông người các bạn nhá, nếu mà đến muộn quá thì là sẽ không có người nữa. Và đằng xa xa các bạn có thể nhìn thấy là người ta chở hàng xe đến đây để mua bán trao đổi này. Và bây giờ mình ra đây một chút bạn nhé, tranh thủ ra đây một chút, không phải tí nữa người ta mua bán hết bạn ạ. Đó, chợ dê là một phiên chợ rất là đặc biệt ở trên vùng cao mình. Ở đây mình thấy là có một xe dê các bạn này, chỗ kia có một con đực hoài, con đực tuyệt vời các bạn ơi, con đực rất là to và sừng rất là dài này. Con này con đầu đàn chúa các bạn ạ, có con đực đầu đàn các bạn này. Đó, mặt rất là vênh luôn nhá, sừng to dài và nó và râu của nó rất là dài luôn các bạn này. Đó, con này không hiểu tại sao người ta lại không mang ra đây để bán. À, xe này của chú hả chú? Chú bây giờ có một chú đang lên xem bạn này. Và con đực này nó tầm bao nhiêu tuổi hả chú? 2 tuổi. 2 tuổi à? Đực tầm 2 tuổi. Sừng dài nhỉ. Ui, mắt con này to nhỉ, mắt này khác biệt so với những con khác này. Râu rất là dài luôn, con đực đầu đàn. Con này gọi là con chủ đàn nhỉ chú nhỉ? Con này nó tầm trên 30 cân. 30 cân hay là 40 cân hả chú? 30 cân. 30 cân đấy nhỉ. Con này dê được đầu đàn các bạn nhá. Đó. Chưa bao giờ thấy một con dê nào nó to như vậy các bạn ạ. Đó, con dê này được to chưa bạn này. Đó. Mình gặp rất nhiều dê ở ngoài chợ nhưng mà chưa bao giờ thấy một con dê được nào nó to như này. Đó, sừng to các bạn này. Sừng rất là dài luôn. Đó. Thôi bây giờ mình xuống các bạn nhá. Là hai chú cháu lên trên này xem một chút xong bây giờ xuống. Sao bên này cũng có một cái xe dê nữa các bạn này, xe này là cũng rất nhiều dê tầm nhơ nhỡ các bạn này. Đó, người ta làm những cái sàn các bạn này, đó cái sàn này để cho con dê nó đứng nó đỡ bị trượt các bạn nhá. Cái móng dê nó hay bị trơn trượt đây, thế là người ta phải làm cái sàn này cho nó. Tiếp tục di chuyển sang bên này các bạn ạ, mình sẽ đi vòng trên này một chút. Đây cũng là một con dê to nữa mà, đó dê rất là to luôn. Đó, thì đến giờ là mình cũng quay cái này cũng khá là kỹ về khu vực bán dê rồi bạn ạ. Bây giờ mình tiến lên trên này các bạn nhá. Đi vòng lên chợ chó trà lợn, không là lên chợ trâu, không là lên chợ tổng hợp các bạn ạ. Đi một loạt luôn các bạn nhá. Đó, đây này thì khu vực người ta bán chó các bạn này. Đây có một con chó rất là đáng yêu luôn các bạn ạ. À, nó lấp kỹ quá, chỗ này có 3 con liền cơ, không phải là một con nữa, 2 con đen và 1 con xám. Như con này là mấy trăm hả cô? Như con này mình bán mấy trăm đấy ạ? Vâng. 600 một con à? À. Như chỗ này các cô bán là 600 một con các bạn này, chó đen đen. Chó bản địa các bạn ạ, không phải là chó Bắc Hà. Bắc Hà thì nó cực kỳ là đắt và quá là đắt rồi các bạn ạ. Chó này chó người ta tự nuôi thôi. Hai con chó này nó nằm ở dưới thấp khó nhìn quá các bạn ạ. À, các bạn chợ rất là đẹp các bạn nhé. Đang tầm nắng sớm này, có những tia nắng chiếu vào, những tia nắng đầu tiên của trong ngày chiếu vào cái phiên chợ này làm cho phiên chợ nó rất là lung linh huyền ảo, tạo nên một cái nét đẹp ở trên vùng cao, một nét đẹp mà chỉ trên vùng cao mới có, những sắc màu lung linh huyền ảo làm cho con người cảm giác rất là phấn khởi và thoải mái để đón chào ngày mới tiếp theo trong mùa hè này. Bạn thấy là ngoài khu vực chó ra thì người ta bán lợn các bạn này. Chó ở đây trên này người ta bán ít được bạn ạ. Chào chú nhá. Chó. Cháu là kênh gì đấy? Kênh Lắng Gió Vùng Cao ạ. À, Lắng Gió Vùng Cao à? Vâng, chú đi. Chợ công ty quay à? Vâng, chú là có mấy con lợn hả chú? Chú có mấy con nhưng mà bán dân người ta mua nuôi hết rồi. Vâng. Còn một con thôi. Còn một con. À, thế là chú là người ở đâu đến ạ? Chú thì người ở Bắc Ngầm.
À, bất ngờ, bạn cũng gần đây thôi. Nhưng mà đây là lợn bản. Lợn bản là chú bán hết rồi còn một con nữa đúng không? Bán lợn bản bán cho dân trong bản nuôi, dễ nuôi. Và cái loại này thì dễ nuôi. Ăn rau ăn cỏ ăn chuối rồi. Và loại này thì dễ nuôi mà, thịt này rất là thơm ngon luôn. Mà thịt ngon. Và bà con bỏ thường và bà con thường thường sẽ bắt về để nuôi một thời gian đến Tết người ta làm thịt hoặc là người ta bán, nói chung là nuôi to thì người ta sẽ bán, nó có nhiều hình thức. Chủ yếu là nuôi một hai con đến Tết là thịt, xong rồi anh em về là vui là ăn cơm uống rượu, xong rồi là một lần là ăn thịt thôi. Rồi cháu ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú nha. Thế này hai con này của người khác đây đấy ạ? Hai con này là của đứa cháu này. À, em chào anh nhá. Đây là con lợn lợn lai, lợn Libi. Lợn lai, lợn Libi, lợn Đông Lưa đấy nhỉ? Libi lợn này là lợn, nếu đúng rồi là lợn trại rồi. À, lợn này thì là bao tiền một cân hả anh? Hay mình bán được cân hay bán theo con à? Bán theo con được bao cân rồi. Vâng, bán ví dụ tù mù đi, con này con đỏ là bao tiền ạ? Hai con này bán 4 triệu. Hai con này bán 4 triệu. Và em cảm ơn anh nhá. Đó, như có hai con này người ta bán 4 triệu các bạn này. Đó, nói chung là giá cả trên này có giá cả thị trường chung rồi các bạn ạ, giá làng chung rồi. Ai thích mua của gì thì mua, mua cân được mà mua bắt tù mù cũng được. Là tìm cái kênh của cháu thì để có xem thì trong ấn nút cho cháu thì là nó làm cái gì? Chú vào YouTube chú đánh gõ ra từ Lắng Gió Vùng Cao ấy là nó ra ngay mà. TV. Vâng. Ứng dụng YouTube ấy, mạng YouTube ấy. Vâng. YouTube gọi là YouTube đấy. Chú biết cái chữ Lắng Gió Vùng Cao ra nó sẽ ra kênh của cháu. Rồi. Lấy cái kênh xem một kênh của cháu xong rồi ấn nút cho cháu được tiền đấy. Vâng. Cháu cảm ơn chú nhá. Đó bên này là cũng lợn đen các bạn này, lợn đen người ta bán hàng lồng lồng đây các bạn nhá. Đó. Đó như anh này là anh mới mua thóc rồi, hay là ngô đã mua xong các bạn này. Đó. Ở chỗ này là có 3 sọt lợn các bạn này, lợn đen. Thoạt ngoài là một con to các bạn này, đó, con to tầm 3-4 triệu các bạn nhé. Đó. Trong là những con nhỏ nhỏ các bạn này, đó. Nói chung là giá cả thì mình không hỏi nhiều các bạn nhé. Đó, nói chung là nó có giá làng chung các bạn ạ. Đó, mình quay chia sẻ các bạn xem về hoạt động văn hóa ở trên chợ phiên các bạn ạ. Chợ rất là đẹp luôn. Đó, khu vực bán lợn. Nếu mà nói về lợn đen thì là ở trên Mường Khương bán cực nhiều luôn. Không nơi nào nhiều bằng ở Mường Khương các bạn nhé. Mình đã đi rất nhiều những phiên chợ Mường Cao, nhưng mà mình thấy là Mường Khương là cái chợ phiên mà nó nhiều nhất các bạn ạ. Rất nhiều lợn ở chợ Mường Khương. Đó, lý do là ở trên đấy là đa số là người Lùng, mà người Lùng người ta hay làm lễ này, rồi là đám cưới, đám hỏi, đám hiếu, đám xin này, các loại đám người ta hay đi đám bằng lợn các bạn ạ. Đó nên là người ta mua bán lợn rất là nhiều luôn. Đó, bây giờ tiến lên trên này các bạn nhé. Đó, một dãy này là dãy chuyên bán lợn các bạn này. Đó, chó vừa lấy là có 1-2 con thôi, nói chung là chó trên này rất là ít cũng không nhiều. Đây người ta cũng bán từng bao các bạn này. Đó, bao người ta cho cái mũi ra, cắt cái bao cho thủng mũi ra để cho con lợn nó thở các bạn nhé. Đó, nó có nhiều hình thức buộc, nhiều hình thức bán cho trong lòng trong bao, nhưng mà đặc biệt bên này là không buộc dây vào con lợn, như ở bên Mường Khương người ta sẽ buộc dây vào con lợn để cho người ta nhìn thấy toàn thân con lợn đấy. Đó, ở bên này thì người ta không buộc, người ta chỉ cho vào lồng thôi hoặc cho vào bao thôi. Ai thích xem thì người ta sẽ bỏ ra xem các bạn ạ. Đó. Rồi tiếp tục đến trên này các bạn nhá. Trên này thì cũng có rất nhiều lợn các bạn này. Đó. Toàn lợn đen lợn bản các bạn ạ. Ở đây là có một cặp chó các bạn nhá. Đó. Cặp chó địa phương thôi, không phải là chó Mông Cổ Bắc Hà. Đó các bạn ơi, chợ họp ngay bên đường rất là đẹp các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Rời khỏi khu vực bán dê, bán lợn, bán chó thì bây giờ mình tiến vào khu vực bán trâu các bạn nhá. Đó, chợ này rất là thú vị. Bán tổng hợp các thể loại luôn ở đây các bạn ạ. Đó. Như đây là người ta đang bán chó các bạn này. À, em mua được rồi hay là bán đấy? Bán rồi à? Con này bao tiền đấy? 900. À 900 nghìn. Ok, cảm ơn em nhá. Đó. Đó này, đây là khu vực bán trâu các bạn này. Đó. Trâu thì người ta bán ở trong một cái khu vực riêng, đây là tầng 2 các bạn này. Đó. Tầng 2 người ta bán rất nhiều trâu đây luôn. Chỗ này là không biết người ta chơi trò gì nhỉ? À, người ta đang chơi một số cái trò chơi vui vẻ với nhau các bạn ạ. Trò chơi
trò chơi số to số bé các bạn nhé. Còn đây là khu bán trâu bạn này, mình đang tiến vào khu bán trâu. Trâu hôm nay thì là cũng có khá là nhiều. Ở đây thì là mình thấy có rất nhiều trâu bạn này, trâu to, trâu bé, trâu nhỡ, người ta bán rất nhiều đây. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực này xong rồi tiến lên chợ văn hóa các bạn nhé. Đó, chợ trâu thì bán rất nhiều thể loại. Ngày xưa thì là đây là một phiên chợ rất là nổi tiếng, bán rất nhiều thể loại, người ta đi Trung Quốc rất là nhiều, nhưng đợt này là chỉ trong Việt Nam mình tiêu thụ lên nên là người ta bán số lượng nó vừa phải và giá bây giờ nó cũng rất là thấp các bạn nhé. Đó, nó giá không cao như ngày trước, nó cực kỳ là thấp luôn. Đó. Và trâu bây giờ nó cũng có ít các bạn, không nhiều. Ngày xưa khu vực này á, nó có rất nhiều trâu, có hàng nghìn con trâu ở một cái phiên chợ này, nhưng bây giờ nó chỉ có ít thôi các bạn ạ. Cháu ơi. Mấy nghìn, vài nghìn các bạn nhá. Uống nước đi. Cháu chào bà nhá. Bà đi chợ bà. Thôi thôi cháu uống nước bà uống ít. Bà hôm nay bà bán được nhiều trâu cho bà? Bà bán được 2 con rồi ạ. Bán được 2 con. Thế vâng. Hôm nay bà mang nhiều không? Mang 6 con ạ. Vâng, mang 6 con. Vâng. Rồi cháu chúc bà bán cho nó hết số trâu nhá. Vâng vâng. Bà bán được giá cao bà nhá. Vâng vâng. Vâng. Cháu mình mến nhá. Vâng. Đấy. Ở đây người ta mua bán giao dịch với nhau bằng hình thức là tiền mặt này, hay là chuyển khoản này. Nói chung là nó rất nhiều hình thức mua bán các bạn ạ. Đó. Và những con trâu này là những con trâu này, trâu nhỡ nhỡ nhỏ nhỏ các bạn, trâu mới không phải là quá là già. Con này tầm khoảng 3 tuổi các bạn ạ, 3 tuổi 4 tuổi thôi. Đó. Đấy, những con trâu nào mà người ta viết số rồi này, là những con trâu mà người ta đã mua bán xong các bạn nhá. Viết số rồi, viết những cái hiệu ở lưng này và ở sừng ấy. Là những con trâu người ta đã mua bán xong các bạn ạ. Đó. Bên này cũng thế này, rất nhiều người vây quanh những con trâu, nó gọi là con trâu nó đẹp, con trâu nó khác biệt nên là người ta sẽ vây quanh đây rất là nhiều luôn để xem trâu. Đó, xem người ta mua bán như thế nào, trao đổi như nào, bán đắt hay bán rẻ. Đó, đây là người ta đang trao đổi với nhau các bạn nhá. Đó, người ta trao đổi với nhau xem là cho nó có một cái giá rất là hợp lý. Đó, một cái phiên chợ rất là đặc biệt ở trên vùng cao Tây Bắc. Đó, rất nhiều các thể loại, từ lợn này, dê này, chó này, rồi trâu các bạn ạ. Đó. Đấy, các bạn thấy là chợ trâu rất là đông vui các bạn ạ. Đông vui và rất là nhộn nhịp. Bây giờ mình đang ở tầng 2 các bạn nhá, tí nữa mình sẽ lên tầng 3. Tầng 3 là tầng trên kia các bạn này. Đó, chợ này chia làm 3 tầng các bạn ạ. Nếu mà nhiều trâu người ta sẽ họp ở dưới tầng dưới cùng kia, tức là 4 tầng thôi các bạn nhá. Mình tiếp tục tiến lên trên này các bạn nhá. Đó. Lấy cái mũi ra đi để cho thấy mặt mũi cháu tí. lấy mũi ra đi. Thôi cháu có đội mũ lúc cài này đang nắng mà. Vâng. Phơi nắng một tí. Vâng. Đó. Chợ rất là đẹp các bạn ạ. Mua bán rất là tấp nập ở đây. Đó. Mình đi từ đầu chợ đến cuối chợ rồi các bạn ạ. Khu vực trong này là khu vực để xe các bạn này. Xe cộ người ta để hết bên trong này các bạn nhé. Ô tô người ta để hết trong này. Đó. Bây giờ mình đang tiến vào bên trong này một chút này. Đưa các bạn đi trải nghiệm toàn bộ cái khu chợ. Cốc ly các bạn này, khu vực bán trâu bò các bạn ạ. Mấy hôm nay trời nó mưa quá nên là nước ở đây rất là nhiều các bạn này, đọng nước ở đây nhiều. Và cái khu vực này là khu vực người ta hay cho trâu nó tỉ thí các bạn này, cho đánh nhau ở khu vực này nữa. Đó, bạn thấy là ô tô để đầy đây các bạn này. Đó. Ô tô để đây rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình đang tiến lên cái tầng 3 các bạn này. Tầng 3 là cái tầng mà người ta bán tổng hợp đủ các loại thứ ở trên này các bạn nhá. Đó. Đây là những người ta đi mà buôn bán trâu các bạn này, đi mua trâu bán trâu này. Đó, người ta ngồi đây người ta giao dịch buôn bán. Cỏ này là người ta mua các bạn nhé. Dân ở đây người ta sẽ cắt cỏ này và bán cho các chủ trâu đây. Đó. Đó, bây giờ mình đang đến tầng 3 các bạn ạ. Đó, tầng 3 là cái khu vực bán đủ các thể loại các bạn nhé. Ngày trước ở đây là những cái quán nước các bạn này, nhưng mà bây giờ người ta dỡ rồi các bạn nhé. Và người ta chuyển những quán nước này thành xuống dưới kia các bạn này. Đó, quán nước người ta sẽ làm thế kia luôn để cho phục vụ cho nhu cầu khách uống nước cho nó dễ, chứ leo lên trên tầng 3 này cũng rất là mệt. Đó, một cái phiên chợ rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, những cái lều quán người ta đã dỡ rồi các bạn này, dỡ rồi. Ở đây lều quán người ta chỉ làm tạm bọn nhá, làm bằng cây que tổng hợp thôi, cây que thôi, căng bạt lên, nó không phải làm cố định như những nơi khác là làm bằng mái tôn. Đây là người ta để xe bạn này. Đó, khu vực này là khu vực bãi xe bạn nhá. Bây giờ vẫn là sớm nên là xe vẫn chưa nhiều và người ta cũng để ven đường rất là nhiều. Đó. Bây giờ mình đang tiến vào bên trong chợ bạn này. Đó. Đây là khu vực này vào trong chợ bạn nhá, nối đi vào chợ này. Đó.
Đó, nếu vào chợ thì là người ta bắt đầu bán những hàng mặt hàng quần áo ở ven đường các bạn này. Những quần áo nó không phải là quá là rẻ. Anh chào em nhá. Thế là hai bố con đi bán hàng đây à? Thế mẹ nó đâu? Vợ em có hôm nay có đi chợ không? Có. À, vợ em đi chợ thế là đang đi đâu rồi? Đang đi mua hoa quả. À, đang mua hoa quả. Thế là hai vợ chồng với một đứa con nữa ra đây bán hàng. Thế là con đầu hay con thứ của em? Con thứ hai. Con gái à? Con gái. À, con gái. Nhà em ở xa không? Gần gần đây, ít chiều. Nhà em gần đây. À, rồi ok. À, chúc em buổi sáng bán đắt hàng nhá. Đó, những gian hàng của một em người ở đây thôi các bạn ạ. Bán hàng. Tiếp tục sang bên này, thấy một em nữa này. Chào em nhá, bán hàng của em. À, hôm nay là mình bán cả những cái quạt cho mùa hè đấy nha, quạt cá nhân cho mùa hè. Sáng giờ bán được nhiều chị em? Rồi, thế bán nhiều bán ít thì cũng là bán mở hàng rồi. Anh chúc em bán đắt hàng nhá. Đó. Người ta họp ngay ven đường các bạn ạ. Đó, những cái mặt hàng đủ các thể loại như là rau giống này các bạn này. Những cái đồ vặt các bạn này. Đó. Những cái điệu của người Mông các bạn nhá. Đó, những cái điệu màu xanh, màu đỏ. Và những cái hàng vặt hàng vặt của phụ nữ này, con gái này, đó, cặp tóc. Chỗ này mình thấy người ta bán dưa các bạn này, dưa của người Mông. Đó, dưa người Mông người ta trồng trên đồi các bạn ạ, trồng trên đồi ngô ấy. Đó, rất là ngon các bạn ạ, dưa này ăn rất là mát luôn. Đó, em chào anh nhá. Đấy, dưa mèo này quả cực kỳ là to luôn. Ăn mát và to, vâng. Vâng. Giống dưa mèo thì quả to này, ăn cực kỳ là mát, thơm ngon các bạn nhá. Các bạn nào mà lấy cái loại gì các bạn có thể là alo trực tiếp cho mình, nhắn tin qua Facebook, qua Zalo thì là số điện thoại hoặc là Facebook, Zalo mình để sẵn trên màn hình rồi, các bạn có thể nhìn trực tiếp ở trên màn hình ấy và nhắn tin cho mình. Các bạn lấy loại gì thì các bạn cứ chụp ảnh lại, tạm dừng video và chụp màn hình gửi cho mình nhé bạn nhé. Như vừa rồi là mình gửi rất nhiều hàng vào trong miền Nam ấy các bạn ạ. Đó, các bạn toàn gửi ảnh lên và nhờ mình lấy hộ thôi. Đó, khu vực này là quán lê các bạn này, quán này gọi lê tai lùng các bạn nhé. Đây là trồng trên bản các bạn này, trồng trên đồi trên bản. Đó. Quả nó bé như này thôi, nó không giống như quả lê Trung Quốc. Quả lê Trung Quốc này rất là to. Anh chào em nhá, em ơi cho anh hỏi là lê này mình bán bao tiền một cân hả em? 10.000 một cân. À, lê của nhà em trồng đó à? Vâng. À, nhà. Thế nhà em ở đâu hả em? À, trên Hà Huế cũng gần đây thôi nhỉ. Cũng thuộc Bắc Hà, Lào Cai các bạn ạ. Lào Huế thuộc là một cái xã của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là một cái xã khác, đây là xã Cốc Ly các bạn nhá. Đó. Lê này gọi là lê tai lùng các bạn này. Đó, dùng một cái giống lê trồng ở trên bản các bạn nhá. Ừ, không khí mát mát này, lạnh lạnh này thì nó rất là ngon, rất là ngọt các bạn ạ. Đó. Các bạn nào mà muốn trải nghiệm thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình gửi cho các bạn nhá. Đó. Chỗ này là những cái túi phở các bạn này, túi phở này là phở đỏ, phở gạo lương các bạn ạ, người ta làm sẵn rồi. Từng túi một 20.000 một túi này. Đó, và có cả rau thơm, gia vị các thứ nữa. Các bạn về các bạn chỉ việc làm nước dùng mà ăn thôi các bạn nhá. Đó, những túi phở đỏ các bạn này. Đó. Đó, chợ rất là đẹp các bạn ạ. Đó, đây nó có hai lối đi các bạn này, lối đi ở bên này và lối đi bên này nữa cơ. Đó. Còn đây là những gian hàng quần áo các bạn này. Quần áo người ta bán còn bán quần áo ngoài trời, bán quần áo mặt đất đi. Bán rất là rẻ luôn, có 100.000 ba bộ này. Đấy, 100.000 ba bộ. Rồi nó có nhiều hình thức giá khác nhau, các bạn ra đây mà chọn. Ở đây nó rất là rộng các bạn này. Các bạn nhìn thấy nó như kiểu là một cái siêu thị rộng lớn trên thành phố các bạn ạ. Đó. Cho quần áo thì mình không vào các bạn nhá. Quần áo thì nó cũng rất là bình thường thôi. Em chào chị nha, chị hôm nay chị đi bán cái gì đấy hay là chị đi mua về à? Không đi bán gì đâu, cái này là của ông thôi. À, không đi bán cái gì, thế là chị đi chơi chợ thôi nhỉ? Vâng, đi chơi chợ thôi. Cái này cái túi này có cái gì trong này đấy? Cái này là mua hàng linh tinh hoặc... À, mua hàng linh tinh, à. Thế là nhà chị gần đây không? Gần đây mà, cái đất gì? Vâng, nhà gần đây. Thôi, em chào chị nha, chúc chị buổi sáng vui vẻ nhá. Vâng. Vừa nãy là mình đứng ở tít dưới xa kia các bạn nhá. Đó, khu vực bán dê này, bán lợn này, bán chó này và tầng 2 thì bán trâu bò. Đó, sau một lúc thì mình đã leo lên cái chỗ này là cái chỗ cao nhất này để các bạn có thể quan sát được toàn bộ cái khu chợ này. Đó. Đây là một cái điểm khá là cao. Mình thì mình chưa có con flycam để có thể cho quý vị khán giả và các bạn quan sát được toàn bộ cái chợ Cốc Ly từ ở trên cao. Nên là mình chỉ quay được ở cái góc như này thôi các bạn nhá. Nên là các bạn thông cảm cho mình nhá. Đó. Nói chung là kênh mình mới mở mà chưa có kinh phí nên là chưa thể là có cái thiết bị nó cao cấp hơn để cho các bạn quan sát toàn bộ chợ trên cao, nhưng mà ở đây thì các bạn cũng có thể quan sát được rồi. Đó, toàn bộ chợ Cốc Ly các bạn này. Đó.
từ tầng 1, tầng 2, tầng 3. Và bây giờ là mình sẽ tiến đến khu vực tầng 3 các bạn nhé. Là khu vực bán rất nhiều những cái mặt hàng nông sản phẩm này, sản vật địa phương mà người dân người ta tự canh, tự tác, tự sản xuất được, mang ra chợ bán các bạn nhé. Đó, một phiên chợ rất là đặc biệt, rất là thú vị của người Mông và người Giao Tuyển các bạn nhé. Sau một lúc đi bộ thì bây giờ mình đã đi xuống bên dưới này rồi các bạn nhé. Khu vực này là khu vực mà người ta bán hoa quả các bạn này. Đó, bán rất nhiều dứa này, dưa hấu này, mùa nào tốt đấy các bạn nhé. Đó, cam, quýt, hoa quả đủ các thể loại, và bán cả vải nhé các bạn này. Quả vải lấy ở dưới xuôi lên bán các bạn nhé. Bây giờ đang là mùa vải các bạn ạ, bán rất nhiều vải luôn. Chợ phiên nào hầu như là cũng bán vải. Đó, người bán hàng xe một rất là nhiều các bạn nhé. Đó, mà đặc biệt ở trên này bà con cũng rất thích ăn vải, bởi vì trên này người ta không trồng được cái giống vải này các bạn nhé. Vải này chủ yếu là vải ở Bắc Giang các bạn này, vải Lục Ngạn Bắc Giang đấy, người ta trồng với kỹ thuật canh tác cao, hiệu quả nên là quả nó rất là to, rất là đẹp, nên là người ta bán được khắp nơi các bạn ạ, trong toàn quốc. Và trên này người ta cũng bán các bạn nhé, và bà con cũng rất thích ăn cái quả vải này. Loại này nó rất là ngon các bạn ạ, rất là ngon, rất là ngon. Đó, người ta bán theo từng chùm bạn ạ, hoặc là người ta vặt ra từng quả một, từng quả một, bán theo túi các bạn nhá. Nó có nhiều hình thức mua bán làm sao cho khách người ta vừa lòng nhất. Đó, hai em là nhà đâu rồi em? Hai vợ chồng đi chợ về đấy à? Tên là hai vợ chồng đúng không? À, thế là bọn em là người ở đâu? Bọn em là người ở đâu? Người đây ở thế ở thôn nào em? À, thôn Làng Mới cũng ngay đây nhỉ? Thế là hai vợ chồng, thế con cái này không cho đi cùng à? À, chưa có con à? Thế là cũng mới lấy nhau rồi em? Lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? À, 2-3 tháng. Lấy nhau được 2-3 tháng đấy. Các bạn trên này thì cũng rất là trẻ, đã xây dựng gia đình các bạn ạ, tầm mười mấy tuổi các bạn nhá. Nói chung là người Mông người ta lấy chồng lấy vợ rất là sớm luôn, tầm 15-16 người ta lấy vợ lấy chồng các bạn ạ. Đó, ở chỗ này người ta bán dưa chuột các bạn này. Đó, dưa này thì mình vừa nãy quay cho bạn xem rồi, còn chỗ này là người ta bán những cái hoa của cây giềng các bạn này. Đó, đó, cây giềng thì các bạn thấy là người ta dùng trong nấu thịt chó đấy, giềng mẻ mắm tôm đấy. Thịt chó thì đến kiểu gì người ta cũng phải cho giềng vào. Còn đây là hoa của nó các bạn nhé. Cái này là người ta lấy về để muối ăn các bạn này. Muối như kiểu muối dưa, muối ớt ấy các bạn nhé. Đó, cái loại này thì người ta bán ở chợ phiên cũng khá là nhiều các bạn nhé. Đó, hoa cây giềng rất là to các bạn này, đủ to. Cái này bán 3 tiền một cân đấy là chị? Cái này bán 3 tiền một cân đấy ạ? 20 một cân. Đó, bạn nào mà muốn trải nghiệm hoa của cây giềng ăn như thế nào thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé, mình gửi hàng cho các bạn. Đó, rất là to này, lũ hoa rất là to, rất là đẹp các bạn ạ. Cái này bằng cách là muối ăn các bạn này. Đó, muối ăn nó chua chua như kiểu là muối dưa, muối ớt các bạn nhá. Đó, hoa của cây giềng. Đó, tiếp tục bên này là người ta bán rau củ quả các bạn ạ. Đó, những mặt hàng nông sản ở địa phương người ta đây, người mang ra đây người ta bán các bạn này. Đó, ăn quả gì á? Chào em nhá, em bán mận này em. Mận vải này, dưa hấu này. Mận này gọi là mận gì hả em ơi? Mận dốc hạt anh ạ. Mận dốc hạt à? Cái này thì 3 tiền một cân hả em? 15.000 một cân. Đó, nó mận nó có nhiều loại các bạn nhé. Mận Bắc Hà rồi là mận Sơn Na, nó có nhiều thể loại các bạn ạ. Và đây là người ta bán một loại nữa là bán kem túi các bạn này. Đó, cái kem túi này là trẻ em rất là thích ăn các bạn nhé. Đó, người ta pha chế kem xong rồi đóng vào những cái túi nhỏ nhỏ này. Đó, chào em gái nhá, em bán kem hả em? À, kem này thì bán 3 tiền một cái hay như nào? Em bán 10.000 ba cái ạ. 10.000 ba cái à? Thế này em có nhiều không em? Hôm nay mang đi tầm khoảng bao nhiêu cái? Tầm 300 cái. Em để trong suốt đúng không? Để bên ngoài gọi là mình để quảng cáo thôi, còn bên trong mới để đấy thì cho nó đỡ bị nóng chảy ấy nhỉ. Thế em là người ở đâu? Em là người ở đâu? Em là Cao Sơn ạ. À, ở trên Cao Sơn á? Ôi, đi xa đấy, tận chỗ này bán. Thế này em đi cùng ai hay là như nào? À, đi cùng chị. Cao Sơn xuống đây cũng khá là xa nhỉ, đường đi nó rất là khó đúng không? Đường đi sắp lắm. Thôi buổi sáng chúc em bán đắt hàng nhá. Ok, chào em. Đó, sang bên này mình thấy người ta bán những loại rau củ quả các bạn này. Đó, rau củ quả thì vừa nãy là quay rồi, bây giờ mình cũng quay các bạn nhá. Giờ mình đi tìm những cái thứ nó là lạ các bạn này. Đó, em ơi cho anh hỏi một tí là rau này là rau gì hả em? Rau này em thấy có người ta gọi là rau bò thai ấy. Rau bò thai à? Thế rau này nó ăn như nào em? Nó
nấu canh. Nấu canh. Đó. Ăn hơi mùi nhưng mà thơm lắm. À. Giới thiệu với các bạn đây nào. Ăn hơi mùi mà thơm, ăn mà ngon. Ăn mà ngon mà nó rất là rất là ngậy đúng không? À. Rau này gọi là rau bò thai các bạn này. Bò thai. Bò thai, đó. Thai. Bò thai. Ca thai, bò thai. Bò cai à. Nghe anh biết anh biết rồi. Bò khai. Đó. Khai trương, khai giảng đấy nhỉ. Đó, rau này rau bò khai các bạn này, ăn rất là ngon các bạn nhá. Các bạn nào mà muốn trải nghiệm cái rau này các bạn có thể liên hệ với mình nha, mình gửi luôn cho các bạn ạ. Đó, rau rất là tươi ngon này. Rau này là họ trồng hay là nó tự ở trên đồi em? Ở vách đá luôn. Ở vách đá luôn đấy à? Đó, rau này ở vách đá các bạn nhá, rau rừng các bạn ạ, rau bò khai. Ăn rất là ngon. Đó. Một loại rau ở trên núi rừng vùng cao các bạn nhá. Đó. Còn đây là những quả dưa các bạn này. Dưa người ta trồng ở trên nương trên đồi các bạn nhá. Đó, dưa vùng cao. Đó, quả nó có cái hình như thế này các bạn này. Đó, rất là ngon các bạn ạ. Các chào cô nhá. À, cô là người Dao đấy à? Người Dao. Đó, cái rau này là cô lấy trên đồi đá đó phải không? À, cô có cả măng này. Đây là măng này là măng măng lứa hả cô? À. Măng lứa mà đây đúng không? Măng lứa mà. Đây là măng lứa các bạn này. Măng lứa đầu mùa các bạn nhá. Đó, người ta đào quả củ các bạn này. Củ này còn non và ngon, rất là ngon các bạn nhá. Đó. Nếu mà vào vụ chính của nó thì là cây măng nó sẽ rất là dài. Đó, còn đây là đầu mùa các bạn này, nó hơi nhú thôi, người ta đào quả củ này. Măng đầu mùa rất là ngon các bạn, thơm ngon cực kỳ luôn đấy. Các bạn nào mà lấy ăn thì các bạn có thể liên hệ với mình nhá. Tiếp tục xuống khu dưới này các bạn này. Dưới này xem người ta bán những cái gì bạn này. Người ta bán lê bạn này. Bán khá là nhiều lê. Đang là vào mùa lê mà. Chào em nhá. Em ơi bây giờ lê bao tiền một cân hả em? Đây là 10.000 một cân ạ. 10.000 một cân. Lê này nhà em trồng hay là ở đâu đến? Nhà em trồng. À, nhà em trồng. Nhà em có trồng nhiều không? Có tầm khoảng 10 mấy cây. 10 mấy cây. Tức là trồng ở trên đồi hả em? À, trong vườn, nhưng mà ý là trong vườn thì nó vẫn là vùng cao, nó vẫn gọi là ở trên khu vực vùng cao đúng không? Không phải là khu vực vùng thấp đấy. Lúc trước mình cũng nói rồi và bây giờ mình hỏi lại để cho bạn thấy rằng chính xác là lê này trồng ở trên vùng cao các bạn nhé. Đó. Em bảo là 10.000 một cân à? Đây là hai chị em đó à? À, hai chị em ruột luôn đấy. Đó là anh nhìn cũng thấy giống giống mà. Thế là em còn đi học không? Em còn. Học lớp mấy rồi em? Nghỉ hè xong em học cấp 1 ạ. À, thế là đang học cấp 3. Đó, đây là giúp bố mẹ là bán hàng đấy. Từ sáng là bán được nhiều chưa em? Chưa được nhiều. À, cũng chưa được nhiều. Rồi anh chào em nha, chúc em bán đắt hàng nhá. Vâng, em chào anh ạ. Ừ. Đó, à chỗ này mình có thấy một loại nữa các bạn này. Đó, loại này, quả này là quả. Cháu chào cô nhá. Quả này là quả dâu da rừng đấy nhỉ cô nhỉ? Da đấy đấy. Vâng. Quả dâu da này là. Vâng. Tí nữa cháu mua cho cô 1 cân. Cái này thì là ăn nó rất là ngon các bạn nhá, nó vừa chua chua này vừa ngọt ngọt này. Đó. Còn một chùm này 10.000 một chùm thôi. Cái này thì là mọc ở trên rừng các bạn này. Đó là một cái cây mọc ở thân cây gỗ các bạn nhá. Nó mọc từ thân ra các bạn ạ, nó giống như quả sung ấy. Đó các bạn thấy là quả sung nó mọc như thế nào thì quả này mọc y như vậy các bạn này. Mọc trực tiếp từ thân ra đó. Rất tiếc ở đây cũng có cây. Trước thì mình đã cũng nhìn thấy rồi các bạn ạ. Mình nhìn thấy quả nó mọc ở trên cây rồi, nó mọc như quả sung luôn và nó ra từng chùm một chùm này. Đó, đây là gọi là quả dâu da rừng các bạn nhá. Quả này ăn vừa chua chua vừa ngọt ngọt này, rất là hay các bạn ạ. Người ta lấy cái này về người ta ngâm rượu cũng được, uống cũng rất là ngon các bạn nhá. Đó, còn đây nữa là một quả nữa là quả này, quả mốc mật các bạn này. Đó. Quả mốc mật các bạn nhá. Quả này thì là người ta muối ớt ăn các bạn này. Đó. Ngâm rượu hoặc muối ớt ăn các bạn nhá. Còn là cái lá của nó thì người ta sẽ dùng để làm gia vị như là làm vịt quay các bạn này. Đó, vịt quay, vịt hấp rồi là ngan quay, ngan hấp. Đó, người ta cho cái lá này vào người ta hấp lên, ăn rất là ngon các bạn ạ. Đây là quả của nó các bạn nhé. Đó. Quả mốc mật, tên là mốc mật các bạn ạ. Đó. Nó tương tự như kiểu của quả quất hồng bì ấy, nhưng mà quất hồng bì nó có lông mà nó to. Còn quả này không có lông, nó nhẵn các bạn nhé. Đó. Rồi, chào cô nhé, chúc cô buổi sáng bán đắt hàng nha cô nhá. Đó, bây giờ mình tiếp tục tiến bên dưới các bạn này. Bên dưới này thì mình thấy là người ta bán sâm đương quy các bạn này. Sâm đương quy là một loại sâm nó rất là rẻ rồi. Đó, rất là thơm ngon các bạn ạ. Nấu được ăn hết tất cả nhá. Sâm đương quy dễ non non thì các bạn hầm xương này, nấu ăn này.
có nước uống các bạn này, còn lá các bạn này lấy để nấu canh các bạn nhé, là một loại thảo dược vô cùng là hữu ích, rất nhiều công dụng các bạn ạ, rất là tốt, rất là bổ các bạn ạ, riêng dòng sâm các bạn ạ, đó sâm thì có là tuyệt vời các bạn nhé, đó sâm đương quy, bạn nào mà lấy sâm đương quy thì các bạn có thể trực tiếp với mình nhé, qua Facebook qua Zalo để mình gửi hàng sớm nhất cho các bạn, và các bạn lấy hàng các bạn có thể liên hệ sớm các bạn nhé, để mình còn chuẩn bị hàng. Đó, còn chỗ này là tiếp tục vải này. Em ơi chào em nhá, em bán vải em. Thế là vừa bán vải vừa bán đỗ luôn đấy à? À, thế là đa lăng thế nhỉ, vừa vải vừa đỗ. Sáng giờ bán được nhiều cho em? À, không biết được. À, thế là bán được cũng khá là nhiều rồi. Rồi, buổi sáng chúc em bán tắt hàng nhá. Ok được rồi, đó bây giờ mình sẽ đi chỗ khác các bạn ạ. Nói chung là toàn những cái nông sản sản phẩm ở địa phương các bạn này. À, giới thiệu các bạn đây là một cái loại mâm bằng nhôm các bạn này. Mâm này là người mâm người ta dùng rất là nhiều các bạn nhá. Đó, cái mâm này người ta làm bằng nhôm các bạn này. Nhưng người Kinh người ta dùng cái mâm nó thấp thấp thôi, mỗi cái mặt trên thôi. Còn người mâm người ta dùng những cái mâm nó có chân các bạn này. Có chân này để nó cao so mặt đất đi. Đó, người ta ăn cơm các bạn ạ. Đặc trưng của người Mông người ta ăn cơm là người ta ít khi người ta ngồi chiếu các bạn nhé, người ta toàn ngồi ghế thôi. Em cho anh xem nhờ một cái mâm một chút nhá, anh xem nhờ một tí nhá. Nhưng người Mông thì người ta sẽ ăn cơm thì người ta hay ngồi bằng ghế các bạn này, ít khi người ta ngồi bằng chiếu đó. Nên là ngồi bằng ghế thì là nếu mà đặt cái mâm này xuống nền đất không có chân ấy, nếu mà đặt cái mâm không có chân xuống nền đất ấy, thì nó rất là thấp, nên là người ta phải mua những cái mâm nó có chân như này, đó thì nó mới cao được các bạn nhá. Đó, một cái mâm mà người Mông người ta rất thích dùng để ăn cơm các bạn ạ. Đó, bây giờ mình tiến xuống khu dưới các bạn nhé. Đó, các bạn nào mà chưa đi chợ Cúc Ly thì các bạn có thể nào đến đây một lần để trải nghiệm chợ Cúc Ly này nó sẽ như thế nào, hoạt động ra làm sao các bạn ạ. Đó, chợ rất là đẹp luôn, hoặc hai bên đường và nó có rất nhiều các thể loại các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng mình đi xuống dưới khu vực này. Khu vực này là một khu vực khá là hay, khá là thú vị các bạn nhé. Một khu vực đặc biệt. Đó, bây giờ các bạn muốn biết xem dưới này người ta bán cái gì thì các bạn cùng mình đi xuống dưới này khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm các bạn nhá. Đó, các bạn thấy là chợ Cốc Ly rất là đẹp luôn, họp ngay ven đường này và xe cộ người ta đậu đầy đường luôn các bạn nhá. Đây là cái bãi đỗ xe các bạn này. Đó, còn khu dưới này là một cái khu vực, đó là các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Chim hót các bạn ạ. Đó, khu vực này là khu vực bán chim mi các bạn nhá. Đó, khu vực mà bán chim mi các bạn ạ. Nếu mà nói về chim mi thì trước đây là mình đã có một cái video quay ở Mường Khương các bạn nhá. Đó, khu vực đấy là bán chim rất là nhiều luôn, và chợ Mường Khương là chợ bán chim lớn nhất của tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Đó, bán chim nhiều nhất và người ta họp rất là nhiều và bán rất nhiều các loại chim. Còn hôm nay là ở chợ Cúc Ly các bạn ạ, là mình ghé qua đây một chút để cho bạn xem khu vực bán chim này như thế nào các bạn nhá. Khu vực bán chim là một cái khu vực tách biệt hoàn toàn với khu vực khác, tách xa khu vực chó, lợn, gà này, dê này, bởi vì khu vực đấy là nó kêu to. Những con đấy là nó kêu rất là to, còn đây thì chim người ta cần yên tĩnh các bạn ạ. Đó, cần yên tĩnh nên là người ta phải ra cái khu này cho nó yên tĩnh các bạn nhá. Chim nó hót, đó, nó hót hay, hót tốt thì người ta sẽ biết được, người ta sẽ thấy hay, người ta sẽ mua các bạn ạ. Đó, nói chung là con chim nó sẽ thể hiện tất cả các năng khiếu của nó, thể hiện tất cả những cái tài năng, những cái điểm mạnh của nó để cho khách người ta trải nghiệm và thấy nó có thú vị như thế nào. Thế là người ta sẽ mua. Con nào hót càng hay càng nhiều càng tốt, ngoại hình đẹp thì là giá nó cao, còn con nào mà hót dở dở một tí thì giá thấp gọn nhá. Đó, khu vực bán chim các bạn này trông nó rất là đơn sơ mộc mạc thôi, nó không quá là nhiều như trên Mường Khương. Ở đây thì nó cũng có tầm khoảng mấy chục cái lồng chim các bạn ạ. Đó, như trên Mường Khương là người ta sẽ có hàng trăm cái lồng chim. Đó, ở đây có những con chim người ta nhốt trong những cái lồng nhiều ngăn các bạn này. Đó, lồng nhiều ngăn này là những cái lồng mà nó chim nó rẻ rẻ các bạn nhá, nó không phải là chim đắt. Đó, đây là người ta treo ở trên những cái dây phơi các bạn này, đấy, để cho khách người ta quan sát để nhìn con chim nó được rõ ràng, xem cái ngoại hình của nó như thế nào, đẹp hay không. Đó, con nào mà ngoại hình càng đẹp thì là càng có giá trị. Đó, con đực thì nó hót hay, hót nhiều và hót tốt, hót lâu thì là nó có giá trị, và cộng với ngoại hình đẹp nữa thì là một cái ưu thế rất là cao để đánh giá về cái giá trị của nó. Và thường thường những con chim đắt tầm khoảng 5 triệu các bạn nhé, 5 triệu là quay đầu. Đó, còn con mái thì nó sẽ phải là một con mái nó xùy tốt này, xùy nhiều hay để cho con đực nó hót. Đó,
thì là những con máy tốt và cộng với cái ngoại hình của nó nữa cơ, là đẹp nữa thì là nó sẽ có giá trị cao bạn nha. Thì chỗ này có một con chim như ở một mình một chỗ bạn này, đó, mình một chỗ, người ta đang để cho nó hót các bạn ạ. Đó. Chỗ này mình chỉ quay sơ qua các bạn nhá, tránh làm phiền họ, họ đang cho chim nó thể hiện các bạn ạ. Cần yên tĩnh để cho chim nó hót. Đó, một cái phiên chợ vùng cao rất là đặc biệt ở trên Tây Bắc mình, mà đặc biệt là tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lào Cai thì có rất nhiều cơ chợ phiên các bạn ạ. Đó, mình mấy kênh này mình mới thành lập thôi nên là mình chưa đi được sang tỉnh khác. Nên là mình đang hiện tại đang chia sẻ những cái thước phim ở chợ phiên vùng cao khu vực Lào Cai các bạn nhé. Các bạn xem chương trình của mình thì các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé bằng cách cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các thước phim tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngoài ra các bạn có lấy những mặt hàng nào ở trên vùng cao thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình lại lộn vào cái khu vực cổng các bạn nhé. Khu vực này là tiến vào trong chợ cũng đi các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy người ta bán rất nhiều loại thứ ở đây này. Các bạn bán cái gì đấy em? Hết rồi anh ạ. À bán cá hết cá. Ô mang nước đi đổ à? À phải đổ rất là xa luôn. Em ơi cá này là cá gì mà bán chạy thế em? Cá rô phi. À cá rô phi. Thế là mình mang ngoài kia vào đấy à? Mặn ngoài kia cái vào. Hồ này. À đấy là hồ không đi luôn. À người ta nuôi ở hồ cho người ta mang ở chợ bán các bạn ạ. Đó người ta nuôi ở chợ cái hồ các bạn nhá. Cá rô phi người ta nuôi ở hồ. Nói chung là cái hồ đấy hai mẹ con mua nhiều dưa thế. Gần chục cân dưa. Đó. Người ta nuôi ở cái hồ Cúc Ly các bạn ạ, hồ thủy điện Cúc Ly đấy, xong người ta mang ra đây bán này các bạn này. Nuôi ở đấy cá rất là nhanh lớn các bạn nhá. Nước nó rất là sạch. Nước nguồn các bạn ạ. Ở chỗ này mình thấy người ta bán dưa bán su su các bạn này, đó, su su trồng ở trên bản nên là nó quả nó chỉ như thế này thôi. Đó. Rất là non luôn. Và người ta bán những cái chổi này, chổi này chổi hạt kê các bạn nhá. Người ta trồng những cây kê ra, người ta bện thành cái chổi này các bạn này, đó làm rất là công phu. Cái chổi này để quét nhà cực sạch các bạn ạ, quét nhà lèn đất lèn xi này. Những cái lèn nào mà khó quét thì dùng cái loại chổi này các bạn nhé, quét cực kỳ là đi luôn, đất cát là đi hết các bạn nhé, quét cực kỳ là sạch, nó rất là hiệu quả các bạn ạ. Đó, thì các bạn nào mà lấy thì các bạn có thể alo cho mình nhé, mình gửi cho các bạn là những cái chổi là nó đẹp nhất, xịn nhất cho các bạn, hàng chuẩn 100% các bạn ạ. Các bạn nào lấy gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo, qua Facebook mình để trên màn hình đấy. Ngoài ra chỗ này mình thấy là người ta có những cái lốp xe bạn này, lốp xe đã hết hạn sử dụng ấy, người ta chế tác thành những cái máng các bạn này cho trâu cho lợn ăn các bạn nhá. Thường thường cái này người ta sẽ chế thành những cái máng, thường thường người ta cho lợn cho trâu các bạn này, đó đổ cám vào đây, đổ thức ăn vào đây cho trâu cho lợn nó ăn các bạn nhá. Đó, trên đường cao người ta tận dụng tối đa những cái gì có thể dùng được thì người ta vẫn dùng để mang ra chợ này, một là dùng, hai là mang ra chợ bán các bạn nhá. Đó. Đây này, một anh bán kem nữa này. Trên này là người ta vẫn còn cái kiểu bán kem như này các bạn nhá. Đó, trên vùng cao người ta đóng vào những cái hộp này này. Mà các loại này thì trước đây ngày xưa này cũng bán khá là nhiều, cái thập niên 90 các bạn ạ. Đó, thì là người ta bán kiểu này rất là nhiều luôn. Đi các nơi người ta có cái thùng kem này và có những cái ống nó kêu kem mút này. Còn ở dưới vùng thấp bây giờ không có nữa rồi. Bây giờ chỉ có trên vùng cao thôi. Vùng cao người ta đi tận những cái bản xa xôi ấy, trên đấy là người ta không có quán xá, không có những cửa hàng tạp hóa nên là người ta không thể mua được kem ăn đấy, nên là người ta sẽ có những cái xe như này người ta đi bán này. Đó. Đó, kem rất là hay. Để cho em bóp thử tí nhá. Vâng, bóp đi. À cái này chế tác cũng đơn giản đấy nhỉ? Đơn giản rồi. À. Đấy các bạn thấy. Cho em bóp nhẹ nhẹ thôi, không cần bóp mạnh. Đó. Người ta làm cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Tạo thành tiếng kêu kem mút. Đó, cái này ngày xưa thích cực kỳ luôn, cứ ở đâu mà nghe tiếng kem mút là cứ phải chạy ra đường đón, săn đón. Ngày xưa là toàn săn đón kem mút này thôi. Và cũng không có tiền đâu, ngày xưa toàn phải dùng dép cũ này đổi này, những cái chai thủy tinh. Đó. Là ngày xưa các bác kem là cũng nhận hết là dép cũ này, chai thủy tinh này. Đó. Là người ta đổ thành kem. Là đấy là ngày xưa bọn mình cũng hay đổi kem bằng kiểu đấy các bạn nhá. Ngày xưa thì là không có tiền mua đâu bạn ạ, nên là có cái gì là đổ về đấy. Là những mặt hàng mà thuốc sâu ra giống các bạn này. Đó. Bây giờ mình tiến vào trong chợ các bạn nhé. Chỗ này mình thấy người ta bán những cá các bạn này. Đó, vừa đến là mình hỏi chỗ em kia là bán cá rô phi này. Đó, đây những con cá rô phi các bạn nhé, nuôi ở dưới hồ này. Đó, cá rất là sạch luôn. Đó.
anh ơi cho mình em hỏi đấy, cá này tên là gì đấy ạ? Cá này cá suối. Cá suối nhưng mà nó tên là gì ạ? À, cá mương. Lấm nương à? Mương. Cá mương. Vâng. À, cá này tên là cá mương các bạn nhá. Đó, cá mương. Cái video trước mình quay cho bạn xem rồi. Cá mương gọi là cá mương các bạn nhá. Đó. Đây là toàn bộ khu vực chợ các bạn này. Đó. Nói chung là chợ này thú vị nhất là khu ngoài các bạn ạ, những khu ngoài ngoài thôi, còn khu trong này người ta bán những cái đồ là nó hầu như chợ phiên nào cũng có. Nên là mình vẫn đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm cái chợ phiên này. Để xem người ta bày bán như thế nào các bạn nhé. Đấy, người ta bán điện thoại các bạn này. Vừa bán điện thoại vừa sửa điện thoại các bạn nhé. Ở trên này thì là đồng bào vùng cao ấy, người ta không có những cái đại lý điện thoại, không có những con điện thoại to, không có những con điện thoại nên là người ta cũng rất cần cái nhu cầu sửa chữa mua bán, nên là ở đây có những cái gian hàng sửa chữa điện thoại tại chợ luôn này các bạn này. Ốp cọc rồi là làm sim làm thẻ tại chợ luôn. Đó. Ở đây là một cái gian hàng tổng hợp các bạn ạ. 10.000 một thứ. Đó, cứ chọn cái gì thì chọn các bạn nhé. Đó. Cứ chọn cái gì thì chọn. Đó, một cái gian hàng phục vụ cho bà con trên này, và đặc biệt là người Mông người ta mua cái loại này rất là nhiều luôn. Đó. Còn toàn bộ cái dãy này là dãy quần áo các bạn ạ, dãy quần áo. Chạy xuất ra đây, từ đây ra ngoài kia. Và cái chỗ kia là dãy quần áo của người Mông, tí nữa mình sẽ qua đến sau các bạn nhé. Bây giờ mình đang vào trong này rồi. Thì mình tiến vào trong này luôn các bạn nhé. Bánh bao nào? Đó, khu trong này là khu chợ bạn này, chợ rất là đẹp. Em ơi, bánh nào em ơi? Bán hai bên đường các bạn này, đó. Rồi quả dâu da các bạn này, quả dâu da này lúc trước mình quay rồi. Quả này nó mọc ở dưới gốc các bạn ạ, nên là nó có cái màu đất như này. Những quả trước kia nó mọc ở trên cao ấy, thì là nó có màu đỏ hơn. Đó. Các bạn nào mà lấy thì các bạn có thể alo cho mình nhá, gửi hàng sớm nhất cho các bạn. Đó. Là các bạn nào mà lấy gì thì các bạn có thể liên hệ với mình gửi hàng một cách nhanh nhất cho các bạn, để các bạn có thể trải nghiệm được những sản phẩm trên vùng cao. Đó, đây là khu vực bán chè các bạn này. Đó, bán chè rất là tấp nập, trên vùng cao người ta ăn chè rất là nhiều các bạn nhé, ăn chè này. Đó, người ta đến chợ người ta phải là một là ăn chè, hai là ăn phở này. Đó, ăn chè ăn phở xong về. Chào em nhé, đây là cả nhà mình đây ạ. Cả nhà mình, hai vợ chồng với hai đứa con. Hai con trai luôn đấy à? Một trai một gái đây này. Đây này em gái. À, em gái này được mấy tháng rồi em? 7 tháng. Bé này chắc được 3 tuổi nhỉ? 4 tuổi. 4 tuổi rồi. 4 tuổi mà như thế là hơi chậm lớn đấy. Thế là hai vợ chồng đi ăn phở chưa? Ăn phở rồi, bây giờ ăn chè. Bây giờ đi về luôn hay là còn mua gì nữa không em? Thế nhà em cách đây xa không? À, cũng ở trong này luôn. Rồi. Thế chào hai em nhá, chúc em hai em buổi sáng vui vẻ nhá. Đó, khu vực bán chè bạn ạ, bán chè rất là nhiều luôn. Đó, và khu vực bên trong này là bán đồ lớn các bạn nhá. Bên trong này là một quán đồ lớn này. Xúc xích thì là thịt lớn, bán rất là nhiều ở đây luôn. Đó. Lóng ngồi này, vừa thổi vừa ăn. Đó. Ở đây là cái bán chè các bạn này. Đó. Nói chung là mặt hàng chè với đồ ăn vặt ở đây người ta bán rất là nhiều các bạn nhé. Đó, và phục vụ cho nhu cầu ở trên này. Đó, bây giờ mình tiến vào bên trong này các bạn ạ. Bên trong này thì là những cái gian hàng thuốc của người Mông các bạn này. Đó, các loại thảo dược khô các bạn nhé. Đó, người ta viết sẵn tên tuổi các bạn này và chữa cái loại gì. Như đây là người ta chữa cái này, chữa đau bụng khó thở tức ngực này, tiểu vàng này. Một nước tiểu đỏ là khó ngủ này, đun nước uống các bạn nha, cách dùng là đun nước uống. Đó, tức là người ta đã có cái công dụng ở đây rồi và cái thành phần đây rồi, chữa loại gì nên là người ta sẽ bày ở đây, ai thích loại nào thì lấy loại đấy các bạn nhá. Đó, giới thiệu với các bạn đây là một loại thuốc các bạn này, thuốc này là thuốc chữa yếu sinh lý các bạn nhá. Đó, bạn nam bạn nữ nào mà yếu sinh lý thì dùng cái này rất là tốt các bạn này. Đó, bằng cách là đun nước uống các bạn nhá. Yếu sinh lý nó có nhiều kiểu các bạn ạ, nó rất là tổng hợp luôn nên là mình không thể kể hết được. Ví dụ như nam giới là dương vật thì là yếu này, không cứng được này, xuất tinh sớm này, mộng tinh này, di tinh này. Đó, và chưa đi chợ để hết tiền các bạn ạ, chưa ân ái được đâu thì đã hết tiền các bạn nhá. Đó, kiểu như vậy. Còn bạn nữ thì là kinh nguyệt không đều này, mà đau bụng kinh kéo dài. Đó, người mệt mỏi này, đau lưng này. Đó, thì các bạn có thể dùng cái loại này vào để uống các bạn nhá, cải thiện tình trạng như vậy các bạn nhá. Và đặc biệt là
những bạn nào mà hiếm một con cá này dùng cái loại này cũng rất là tốt các bạn nhé. Đó, đây là một loại thuốc chữa sinh lý các bạn nhá, sinh lý nam giới nữ giới này các bạn này. Đó, mới đầu nhìn qua là cứ tưởng là cái đồ chơi hay là cái gì đấy, nhưng mà nó là một loại thuốc các bạn nhá. Đó, và có một loại nữa mình muốn nói đến các bạn, đó là một loại rất là quả ốc chó bạn này. Quả này thì là tăng cường sự phát triển của trí não bạn nhá. Đó, dùng cho thai nhi này và cho người già này, tăng cường sự phát triển của trí não các bạn này. Đó, dùng cho tất cả mọi người và đặc biệt là thai nhi trẻ em này, đối tượng đấy là đang trong cái tầm phát triển nên là rất cần những loại này để cho trí não phát triển các bạn nhá. Có rất nhiều công dụng như vậy, rất nhiều các loại vitamin các bạn nhá. Các bạn nào mà lấy loại gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá, qua Facebook, qua Zalo, qua số điện thoại mình đã sẵn trên màn hình rồi, các bạn có thể liên hệ trực tiếp nhá. Đó, mình gửi hàng sớm cho các bạn. Đó, quả này quả ốc chó bạn này. Đó, trên vùng cao người ta bán rất là nhiều luôn. Sang bên này là một số các loại mà trước đây mình đã lên một video riêng ở trên Bắc Hà rồi, đó là những loại thảo dược ở trên vùng cao như là sâm đương quy, sâm đá này, sâm đất này, củ tam thất, củ ấu tàu bạn ạ. Mỗi một loại là có một loại tác dụng khác nhau, như là sâm đương quy thì là các bạn thấy là nó một loại rất nhiều công dụng mà rất là tốt, còn tốt như sâm các bạn ạ. Đó, củ để nấu canh các bạn nhá, hoặc là đun uống ngâm rượu chế biến các thể loại. Tam thất thì cũng là một loại thần dược các bạn ạ, tam thất khô, tam thất tươi, các bạn lấy loại gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình các bạn nhá. Đó, còn củ gấu tàu này chữa đau lưng xương khớp các bạn này. Đó, các bạn lấy về các bạn ngâm rượu để xoa bóp bạn nhé, không được uống đâu nhá. Cái này chỉ ngâm rượu và xoa bóp thôi, của riêng của gấu tàu này. Còn những cái loại khác thì là như sâm thì các bạn có thể là ngâm uống được, ngâm rượu uống cũng được, và nấu ăn trực tiếp, hầm xương trực tiếp. Đó, có rất nhiều kiểu, nhưng mà đặc biệt là gấu tàu nào là không được uống, bạn ạ, chỉ được xoa bóp thôi. Đó, bên này nó cũng thế các bạn này, tam thất khô, tam thất tươi. Đó, tam thất khô các bạn nhá. Đó, người ta làm khô sẵn rồi. Cái loại này thì là có mấy trăm đến 1 triệu hơn này các bạn này, nó tùy từng loại các bạn nhá. Đó, ở đây có dịch vụ nghiền các bạn ạ, các bạn nào mà thích lấy nghiền thì mình nghiền luôn sẵn cho các bạn, hoặc là các bạn nào mà muốn về tự nghiền thì các bạn có thể về tự nghiền các bạn nhá. Đó, hạt sổ các bạn này, hạt sổ là một loại gia vị chấm rất là đặc biệt ở trên vùng cao rồi, chấm gà, chấm thịt, các loại chấm mình là cho hạt sổ vào ăn rất là ngon các bạn ạ. Và có một loại nữa mình thấy được các bạn, đó là loại cây thuốc đau chữa đau dạ dày các bạn này. Đó, cái này là chữa đau dạ dày các bạn nhá, nó hình dạ dày các bạn này, nói chung là cái này nấu ăn các bạn này. Đó, đau dạ dày các bạn này nấu ăn các bạn nhá. Đó, chữa đau dạ dày, nhờ đau thượng vị dạ dày này, đói cũng đau và no cũng đau này, ợ chua này, trào ngược dạ dày, nói chung là tất cả các bệnh về dạ dày. Đó, người ta dùng cái loại này các bạn ạ, rất là tốt, rất là hiệu quả nhá. Cho nên là loại thảo dược cực kỳ là hiệu nghiệm ở trên vùng cao. Đó, một loại thảo dược cực kỳ là hiệu nghiệm ở trên vùng cao các bạn nhé. Đó, cái này bà con dùng khá là nhiều. Các bạn nào mà muốn trải nghiệm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Nói chung là bệnh dạ dày là một loại bệnh khá là dai dẳng và khá là khó chịu cho những ai mà mắc phải, nên là các bạn cần phải tìm ra một loại phương pháp điều trị để cho nó hiệu quả tốt nhất. Và đây là một loại hiệu quả như vậy các bạn nhé. Đó, đó, như chị này là chị đang xem bạn này. Đó, chữa đau dạ dày, cái này lấy về nấu ăn thì việc nấu ăn là thế thôi, là thơm mà. Thôi bây giờ mình đứng ở trong chợ trong một tí mình lộn ra các bạn nhá, đi một vòng quanh chợ thôi. Nói chung là khu chợ này nó rất là đông, rất là rộng, rất là nhộn nhịp bạn ạ. Đó, đây là ổi lê các bạn này. Đó, ổi này thì bao tiền một cân à em ơi? 10.000 một cân. Thế này nhà mình tự trồng đó à? Nhà mình tự trồng đó à? Nhà mình ở đâu hả em? Ngày 36 đi vào. À, đây là giống ổi lê. Đó, cái này quả này ăn rất là ngon các bạn ạ. Trên này là bà con cũng rất thích ăn cái quả này, ổi lê này các bạn nhá. Đó, ngoài ổi lê ra còn có những loại ổi rừng cơ. Ổi rừng thì đợt này không có mấy các bạn ạ. Đặc biệt là nếu mà các bạn nào thích ăn ổi rừng ấy thì là vào mùa đông các bạn ạ. Hoặc là ổi rừng cũng có tên là ổi đá các bạn ạ, nó chuyên mọc ở đồi đá ấy. Thì quả đấy rất là thơm các bạn ạ, cực kỳ là thơm luôn, có đấy về ngâm rượu thì cũng rất là tuyệt vời. Còn đây là ổi lê các bạn ạ, nó giống kiểu quả lê, trắng trắng giống quả lê, gọi là ổi lê. Đó, một cái gian hàng, đó, khu vực này là khu vực bày bán rất nhiều các bạn hàng ở đây, như là quần áo này các bạn này, hàng dép, đó,
ngoài, dắp rất là nhiều ngoan ạ, bạt ngàn. Bà con đến đây mua dắp rất là nhiều. Tuần này ở đây thì một tuần có một phiên chợ nên là người ta đến đây người ta mua. Đó. Chào em nhé, em đi mua dắp hả em? Mua dắp à? Mua được chưa? Chưa mua được à? Thấy mua đi, dắp nó cũng rẻ ra mà, không đắt đâu. Thế nhà em ở gần đây không em? À, cũng gần đây. Đây là những cô gái, người Mông người ta đến chợ người ta mua hàng các bạn, mua cần loại gì thì mua lại đấy này. Và đây là người dao đỏ các bạn nhá, đó. Chào chị nhá. Chị là người dao đỏ đấy à? Thế là nhà chị có gần đây không chị? Nhà chị ở Sapa. À, nhà Sapa à? Thế là ghé qua đây chơi. Chị này cũng ở Sapa luôn đấy à? Đây, chị này ở Ba Bản. Ở đâu ạ? Ba Bản. Ba Bản ở đâu ạ? Tức là nó ở tỉnh nào à? Ở tỉnh Lào Cai chứ, hỏi chị. Ừ. Chào chị nhé, thế là chị là nhà đâu hả chị? Nhà ở Văn Bàn. Văn Bàn, à, nghe mới rõ chị Kiên rồi, không nghe rõ nhà chị Văn Bàn. Thế là hôm nay là hai chị em là sang bên này đi chơi đấy, có người nhà bên này không? Có mà. À, có người nhà bên này xong rồi dẫn nhau đi chơi. Em lại tưởng là các chị là người ở đây. Ở đây thì đa số là người dân tộc Dao Tuyển đấy, còn mình là người Dao Đỏ ở nhà. Thì là thấy có mấy chị Dao Đỏ ở đây thì cũng thấy rất là lạ luôn, bởi vì ở đây toàn Dao Tuyển thôi. Thế là hôm nay mua đến đây là mua những cái gì đấy? À, đi chơi thôi à? Vâng. Thế nào chơi lâu không thì về hả chị? Chơi đến mai về hay là chiều về luôn? Chiều về. À, chiều về. Đến trưa thì vào nhà người thân ăn cơm, nước xong rồi chiều về nhỉ? Được rồi, thế thì em chúc hai chị một buổi sáng vui vẻ nhá. Chào hai chị nhá. À, các chị người Dao cũng rất là thân thiện các bạn ạ, người Dao Đỏ. Còn khu vực trong này là khu vực ẩm thực các bạn này, đó, khu vực ăn uống. Thế lúc đấy nó bảo ăn no 18. Khu ăn uống này mình sẽ đi quá nhanh các bạn nhá, mình không đi quá sâu vào ăn uống các bạn ạ, bởi vì là trên này thì là nó không giống như ở trên Bắc Hà. Em chào chị nhá, chị bán bún à chị? Từ sáng giờ chị bán được nhiều chưa chị? Đang ế lắm à? Thế là mình bán vừa bún này, bán cả cà này, chanh này, bán cái cà chanh rồi là hành nữa để kèm với bún luôn đấy nhở. Khách người ta mua bún về ăn, người ta mua cả hành cả chanh luôn. Và buổi sáng em chúc chị bán đắt hàng nhé chị nhá. Cảm ơn em. Em chào chị. Đó, bên trong là những cái gian hàng gọi là ẩm thực quan ạ. Đó, ẩm thực trên này thì nó không phải là quá nổi trội như trên Bắc Hà. Bắc Hà nó rất nhiều các món, nhưng ở đây chủ yếu là phở, thịt lợn các bạn ạ. Đó, lợn với thịt gà đen thôi. Nên là bà con đến đây ăn rất là nhiều luôn. Đấy. Chào ba bố con nhá, đi ăn phở đó à. Okay. Ba bố con mỗi người bát phở. Đó. Bé này con hết bát phở này không? Ăn hết không? Chắc là không hết đâu nhỉ? Chắc không hết. Đấy, thì bố phải ăn đỡ cho nhá. Không thì mình mua rồi mình không ăn mà đổ đi thì phí đi. Đó, 20 người bát hay là ăn được thì cứ ăn nhỉ. Nói chung là đừng có lãng phí là được. Bởi vì là vùng cao mà làm ra đồng tiền nó cực kỳ là khó khăn vất vả, nó không như dưới vùng thấp kiếm đồng tiền trên này khó khăn lắm các bạn ạ. Đó, đây là dãy phở các bạn nhá. Ở hàng ăn trên này người ta ăn các thể loại như thịt lợn là thủ đạo thôi các bạn ạ. Đó, một dãy phở khá là rộng từ đây xuống tới kia các bạn nhá. Đó, mình chỉ đi qua một chút thôi. Và một cái video này là hôm nay là một video tổng hợp kéo dài nên là mình không muốn quá sâu vào cái lĩnh vực thế là mỗi một hàng rồi mình đi một chút thôi các bạn nhé. Và mình sẽ kiếm những cái gì nó hay là nặng quay cho bạn xem. Như chỗ này là cái gian hàng bánh đúc ngô các bạn này. Bánh đúc ngô này là người ta làm từ ngô các bạn nhé. Người ta lấu lên, nghiền ra lấu lên, khô đặc lại, nó đặc như này các bạn này. Đó. Và người ta đong ra thành túi này các bạn này, làm sẵn rồi. Có cả rau thơm các bạn này, ăn kèm với dưa chua các bạn này. Đó. Bánh đúc ngô của người Mông các bạn nhé. Người Mông thì người ta có mèn mén này và bánh đúc ngô. Đây là bánh đúc ngô các bạn ạ. Ở đây thì là người ta ăn uống rất là đông vui, rất là tấp lập các bạn ạ. Đó, cái dãy phở này kéo dài xuống dưới kia các bạn nhé. Là mình đến đây là mình quay lại thôi các bạn ạ. Nói chung là dãy phở nào nó cũng là ná giống nhau. Đó, các bà các cô là đến đây ăn phở các bạn ạ. Đó, 20 bát, ai thích ăn thì ăn. Đây mình xem có những món gì các bạn nhá. Chào chị chủ quán nhá. Đó, mình đang làm phở cho khách đây à. Đó, phở thịt lợn.
đấy. Đang quảng cáo mà, nếu mà khách đặt hàng này em trình lấy cho chị em gửi cho. Vâng. À đây bánh nhúc của chị luôn đó. Vâng. À thế là của mình bán luôn. Mình tưởng của người khác. À hết rồi. À. Có phút. Đó. Bây giờ mình trở ra các bạn nhá. Mỗi chỗ mình đi một chút thôi. Chỗ này nào cũng là một cái đặc sản ở trên vùng cao các bạn này, đó là xôi bảy màu các bạn nhá. Đó, nó có rất nhiều màu khác nhau và người ta làm từ mấy loại lá khác nhau các bạn ạ, tạo ra cái xôi bảy màu này. Đó, và gói trong lá chuối này. Ăn kèm với chẩm chéo các bạn này, đó. Xôi này bao nhiêu một nắm này đấy? À, đây là lá cả cô. Một bán thì một bán 10.000. Một bát 10.000. À đây, cái này là lá cả cô. Có. Chấm với lạc các bạn ạ. Cái này là ăn kèm với lạc, mình tưởng là với chẩm chéo cơ. Nên là ăn với lạc rất là ngon các bạn nhá, xôi lạc. Đó. Một cái đặc sản ở trên vùng cao. Đấy, bà con mua rất là nhiều các bạn này, nó rất là ngon. Cô làm xôi ngon nhờ. Đấy, xôi bóng các bạn này. Màu tím và màu vàng, hai màu. Rất là ngon các bạn nhá. Đó. Cái này là em bán cho khách đây à? Thế là bà mua bánh đúc đây à bà? Cái này thì bao tiền một túi hả bà? À 15.000 một túi. Bán kèm cả dưa. À cái này trộn luôn hả em? Trộn luôn vào đấy à? À cái này là người ta trộn luôn dưa mấy rau thơm về chỉ được ăn được bạn ạ. Cái này về có phải đun nóng này không bà? Đun nóng mới ăn được à? À về là đun nước nóng này xong là ăn. Đó. Nhà bà có cách xa không? Làng gì ạ? À bà đang ở làng Có à? Ồ xa thế bà. À, làng Có là thuộc Phong Liên chứ nhỉ bà nhỉ? À, thế bà hôm nay bà đi cùng ai ra đây? Bà đi cùng ai ra đây? Bà đi một mình à? À, đi xe chung rồi. Cảm ơn bà nhá, chúc bà nhiều sức khỏe bà nhá. Ở đây là khu vực cổng chợ các bạn này, đó, khu vực này là. Nói chung là có hai lối vào lên cái bậc cao nhất của chợ Cốc Ly các bạn nhá. Đó, trước kia là cái bậc đi bộ các bạn này, đó, đi bộ lúc trước mình đi rồi. Còn cái chỗ này là cái chỗ mà người ta đi xe máy trên này các bạn này. Xe máy là và kéo hàng người ta đi đường này lên các bạn nhá. Đó. Và mình muốn dẫn các bạn ra cái khu vực này để các bạn trải nghiệm được. Đó là khu vực bán những cái đồ kỷ niệm các bạn này, đó, đồ thổ cẩm. Đó. Bán cho khách du lịch nước ngoài các bạn nhá, những đồ thổ cẩm này, như là những con gấu này, con gấu nhồi bông các bạn ạ. Đó, những con thú nhồi bông. Đó, bán cho khách du lịch nước ngoài. Ngày xưa thì chưa có Covid thì là khách du lịch nước ngoài sang đây rất là nhiều và người ta mua cái này cũng rất là nhiều, nhưng đợt này là kiểu hết Covid rồi, kiểu là Covid bây giờ thực sự là cũng không phải là hết, nó giảm rất là nhiều rồi, nhưng mà người ta vẫn bày bán đây và cái lượng khách mua cái loại này cũng nó kém dần các bạn nhá. Đó, hàng thổ cẩm. Đó, hàng thổ cẩm chủ yếu là cho người nước ngoài các bạn ạ, khách du lịch ngoài người ta sang này người ta mua cái này cũng khá là nhiều các bạn này. Đó, hàng thổ cẩm rất là đẹp, những cái túi người ta làm rất là tỉ mỉ các bạn này. Đó, công phu tỉ mỉ, làm thủ công các bạn nhá, xong là mang ra đây bán cho khách các bạn nhá. Đó, và trong kia là những cái chăn các bạn này, đó, những cái chăn thổ cẩm rất là to, rất là rộng các bạn ạ. Đó, và trên này những cái túi các bạn này, đó, đó, những cái túi thổ cẩm này. Ở đây là người ta treo trên cao này, còn cũng có nhiều bà người Mông người ta xách mấy túi một, người ta đi rong ở ngoài đường người ta bán các bạn nhá. Đó, xong lúc di chuyển thì mình xuống khu dưới này rồi các bạn nhá. Đó, khu dưới này người ta bán những cái loại mặt hàng thổ cẩm các bạn này. Đó, thổ cẩm lúc trước thì mình cũng quay rồi, bây giờ mình chỉ quay sơ qua một chút các bạn nhá. Đó, những mặt hàng thổ cẩm ở trên vùng cao Tây Bắc mình các bạn này. Đó, cái loại này trong miền Nam thì rất là nhiều và khách du lịch nước ngoài người ta cũng lấy rất là nhiều các bạn nhá. Đó, những cái túi này rất là đẹp các bạn ạ, làm rất là công phu luôn. Đây là một dãy hàng thổ cẩm các bạn này. Đó, những cái bát này bằng nhựa các bạn này. Đó, người ta trang trí nó rất là đẹp các bạn này. Đó, để bán cho khách du lịch nước ngoài và người ta có cả cái úp của nó các bạn nhé, có cái khay đỡ các bạn này. Đó, khay đỡ các bạn này. Đó, úp lên cho nó các bạn nhé. Đó, bưng như này. Đó, ok, bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới này các bạn ạ. Đó, đi ghé qua một số gian hàng của người Mông các bạn nhé, xem người Mông người ta bán những mặt hàng gì. Đó, đây là cái khu này là khu bán hàng của người Mông các bạn này. Đó, khu bán hàng của người Mông thì là mình thấy có rất nhiều những gian hàng nó trống các bạn nhá. Đó, người ta vẫn không thể ngồi hết được. Ngày xưa chợ Cốc Ly nó bé thôi nhưng bây giờ người ta làm rộng ấy.
nên là nó rất là rộng và rất nhiều những gian hàng nó trống này bạn này. Và mặt bên trong này bạn này, ở bên trong này những gian hàng của người Mông. À, những cái mặt hàng của người Mông như là quần áo thổ cẩm này, đó. Những cái bộ váy áo rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Rất là công phu bạn ạ, đó. À, những cái bộ này tầm khoảng là hơn 1 triệu một bộ bạn nhá. Đó. Bây giờ mình vào bên trong này bạn ạ, để cho bạn cùng trải nghiệm được những cái trang phục truyền thống của người Mông bạn nhá. Đó. Trang phục truyền thống của người Mông. Đó, những bộ nào rất là đẹp luôn bạn ạ. Nói chung là trang phục người Mông có rất nhiều kiểu dáng khác nhau và màu sắc khác nhau bạn nhá. Nhưng mà mình thấy rằng cái màu đỏ là màu chủ đạo, đặc biệt là người Mông Hoa màu đỏ là màu chủ đạo, còn người Mông đen thì là người ta mặc những trang phục màu đen thôi. Còn đây là người Mông Hoa bạn này, đó, trang phục màu đỏ, màu trắng màu đỏ là chủ đạo bạn nhá. Đó. Những bộ quần áo này là rất là đẹp, rất là bắt mắt và người ta đi chơi trong các dịp lễ hội này người ta mặc những bộ này bạn ạ. Đó, các bạn thấy là trong những lễ hội đầu năm ấy người ta mặc những trang phục rất là đẹp luôn. Lồng đây vậy có cả mũ này, váy này. Đó thì đây là những bộ quần áo như thế các bạn nhé. Quần mũ thì ở đây mình thấy không thấy người ta bán những bộ quần áo đâu bạn ạ. Đó, trang phục truyền thống của người Mông cực kỳ là đẹp luôn. Đây là như một cậu bé này, đó mặc cái bộ trang phục người Mông các bạn này, đó rất là đẹp. Đó từ bên dưới các bạn này, đó gắn những cái đồng xu các bạn nhé. Đó, rất nhiều đồng xu mà nhìn rất là đẹp. Một bộ trang phục cho trẻ em của người Mông. Đó. Bộ trang phục rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó. Có rất nhiều những cái đồng xu tạo ra những tiếng kêu leng keng ấy. Nó rất là hay, rất là hấp dẫn. Đó, như đây là một cô gái người Mông các bạn này. Đó. Mặc bộ trang phục người Mông. Đó, đi dáng đi rất là thanh thoát các bạn nhá. Dáng đi rất là lả lướt các bạn ạ. Nói chung là đây là toàn bộ những trang phục của người Mông, những cái gian hàng của người Mông quan ạ, người ta bán hàng ở đây rất là nhiều luôn. Và mình muốn giới thiệu các bạn một loại nữa, đó là những cái túi bạn này, những cái túi của người Mông, đó, những cái túi này làm thủ công quan ạ, rất là đẹp luôn. Nó có hai loại to và loại bé. Loại bé thì là chỉ đựng điện thoại quan này, đó như cái này. Em ơi như cái này bao tiền một cái hả em? Cái này 35.000. Đó, rất là rẻ các bạn ạ. Các bạn nào mà muốn trải nghiệm về những cái túi của người Mông, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá, mình gửi hàng cho các bạn luôn. Đó, cái này nó đựng điện thoại này và đựng tiền các bạn ạ. Đó. Các bạn nào thích túi to thì có túi to, thích túi nằm ngang thì có túi nằm ngang. Đây là túi này nằm ngang này. Đây là túi nằm ngang các bạn này, còn đây là túi nằm dọc các bạn nhá. Đó. Đây cũng là túi nằm ngang này. Nó có nhiều giá khác nhau, thì lại khác nhau, và đây có một loại túi to nữa bạn này. Đó, túi to hơn này. Đó. Đó, rất là sặc sỡ, hoa văn rất là sặc sỡ, rất là đẹp luôn. Và ngoài ra còn có, vâng, còn có một loại túi nó to nữa cơ. Đó, cái này thì to hơn các bạn này. Đó, màu sắc nhiều hơn, hoa văn họa tiết nhiều hơn. Cái này đắt tiền hơn các bạn nhá. Đó, nói chung nó có giá làng cả rồi các bạn ạ. Các bạn nào lấy gì thì các bạn cứ alo cho mình gửi hàng cho các bạn. Cái này thì bao tiền một cái hả cô? 250. Vâng, cái sáng là cô bán được mấy cái rồi cô? Thì bán được cái nào? Vâng. Cháu chúc cô buổi sáng bán đắt hàng cô nhá. Đó. Trang phục truyền thống, những cái túi rất là tiện ích để đi chơi chợ các bạn này. Đó, đi mua sắm. Và đây nữa là mua một cái đi. Vâng, đây là những cái điệu các bạn này, điệu của người Mông, điệu em bé các bạn nhá. Đó, bên trên này là có nó cứng mà. Trên này rất là cứng luôn. Và hoa văn họa tiết rất là nhiều các bạn này. Đó. Điệu cứng. Các bạn nào mà lấy thì các bạn có thể alo cho mình các bạn nhé. Mình gửi hàng cho các bạn để trải nghiệm một cái sản phẩm của người Mông rất là đẹp. Rất nhiều họa tiết hoa văn các bạn này. Rất nhiều họa tiết hoa văn. Đó. Cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Đó, các bạn nào mà lấy thì các bạn alo cho mình nhé. Đó, và sang bên này là cũng gần như là hết gian hàng các bạn ạ. Vậy là từ đầu đến giờ mình đã đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm cái chợ phiên Cốc Ly này, một cái chợ phiên rất là hay, rất là hấp dẫn, rất là tuyệt vời của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đó, và các bạn cũng thấy được rồi, chợ phiên vùng cao nó thật sự là khác biệt so với vùng thấp. Và
các bạn thấy là những cái nét văn hóa truyền thống ở trên vùng cao được thể hiện rất là nhiều qua những cái sản phẩm địa phương, những sản vật và những cái trang phục mà bà con mang ra chợ bán này, và những cái nét văn hóa đấy thể hiện nhiều nhất ở chợ phiên các bạn ạ. Các bạn cũng thấy được rồi, một cái phiên chợ rất là thú vị, rất là hay của tỉnh Lào Cai. Và thước phim của mình đến đây là kết thúc các bạn nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao các bạn nhé. Mình xin chúc tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào các bạn nhé.